có hoang mang hay là anh có lo sợ gì về trò chơi hôm nay không? Không có sợ lắm, tại vì mình chưa biết thử thách là gì. Không biết thử thách là gì luôn. Thì ban tổ chức có nói là chúng nữa sẽ cố gắng hỗ trợ cho bà con để lấy cái số tiền mà mình mong là sự hỗ trợ của mình được nhanh nhất và được kết quả tốt nhất để giữ số tiền lớn cho ủng hộ mọi người. Thì anh có lo sợ gì về thể lực hay là cái vấn đề gì không? Đó chưa biết, nhưng mà mình khỏe mà. Nhìn khỏe. Thì anh tự tin vào cái vận động nào nhất? Mình thiên về cái ở ngoài đường mà khi mình xảy ra những cái tình huống gì đó thì mình sẽ cố gắng vượt qua cho thật nhanh. Cũng chưa biết, tại vì cũng chưa có tham gia những cái chương trình nó tương tự như vậy thì mình cũng chưa có biết thế mạnh của mình ở gì, và mong ra khi ra có tình huống thì mình sẽ xử lý kịp thời và nhanh nhẹn hơn.